Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về ERC bot. Nó liên quan đến việc mà cái tài khoản của bạn khi mà bạn lên seller nó bị khóa đột ngột. Thì mình sẽ giải thích cho bạn hiểu cái ERC bot là gì để mà các bạn có một khái niệm chung, và khi mà mình mở một cái shop ERC thì bạn có thể nhận diện được những cái vấn đề gì đó mà mình làm mà nó có thể là nó rủi ro, mà dẫn đến ERC bot nó sẽ phát hiện ra những cái vấn đề mà rủi ro đó mà nó khóa cái tài khoản của mình. Thì mình sẽ nêu ra một cái số cái ví dụ từ bản thân cái kinh nghiệm của mình, và mình tập hợp những thông tin của những anh chị seller nước ngoài ở trên thế giới, và mình sẽ giải thích từng cái chủ đề, từng cái trường hợp để mà các bạn nắm ha. Thì trước khi mà mình nêu ra những cái ví dụ mà liên quan đến ERC bot thì mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu là bot là gì ha, tại vì không phải ai cũng hiểu bot là gì á, nên là mình sẽ đi từ gốc rễ của vấn đề luôn. Thì bot là gì? Bot nó là một cái ứng dụng, cái phần mềm tự động nó thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại qua mạng. Đó. Thì bot nó sẽ tuân thủ theo một cái hướng dẫn cụ thể để mà bắt chước cái hành vi của con người. Như vậy thì bot nó phải là một cái phần mềm nó được lập trình tự động, đúng không? Thì mình nói đấy, ERC bot có nghĩa là đó là một cái phần mềm mà được chính bản thân ERC nó sẽ lập trình ra, và nó sẽ tự động đi dò xem coi là những cái người mà họ mở cái shop kinh doanh, đăng ký kinh doanh trên ERC á, thì nó có tuân thủ theo đúng cái chính sách của ERC không. Nếu mà nó sẽ đặt ra một câu lệnh, nếu mà một cái người đó không tuân thủ đúng chính sách của ERC thì nó sẽ khóa tài khoản của bạn. Thì chính vì vậy mà các bạn thấy là khi mà mình mở shop lên ERC thì mình sẽ thấy mình gặp rất là nhiều trường hợp mà cái shop mình nó bị khóa, đúng không? Và nó sẽ khóa rất là nhanh luôn. Thì các bạn nghĩ coi là một ngày á có biết bao nhiêu người người ta mở shop trên ERC, và cái số lượng seller trên ERC nó sẽ rất là đông. Và bạn đối chiếu lại coi là bạn thấy nhân viên của ERC nó có nhiều không, có đâu có nhiều đâu. ERC nó chỉ là một cái văn phòng nhỏ ở ở nước ngoài thôi, và trong cái văn phòng đó khi mà mình nghiên cứu về ERC thì cái số lượng nhân viên nó đâu có nhiều, mà cái văn phòng nó cũng rất là nhỏ luôn. Như vậy thì để mà nó dò ra, nó quét ra một cái số lượng lớn những cái người mà đăng ký kinh doanh tại ERC hàng ngày, thì nếu mà dựa vào nhân viên của ERC thì họ sẽ không thể nào mà làm hết được cái việc đó, đúng không? Nên là có những cái mà họ có thể sử dụng cái phần mềm để họ dò được, thì họ sẽ dùng phần mềm họ lập trình, và nếu mà phát hiện vấn đề thì cái con bot đó nó sẽ xử lý luôn cái shop đó, mà không cần phải thông qua một cái người nào đó mà để xác minh coi là cái shop đó có tuân thủ đúng chính sách của ERC không. Thì càng ngày cái công nghệ nó càng phát triển thì người ta sẽ tận dụng cái phần mềm, tận dụng AI để mà ta xử lý, giảm cái công việc của con người đi đó. Nên là bạn thấy trên màn hình đó, mình có luôn một cái cuộc thảo luận ở trên Reddit đó, thì các bạn thấy nè, người ta nói là sao. ESC á thì hiện tại nó là một cái trang web mà nó cố gắng nó take down những khách down, cái là gỡ xuống, loại bỏ những cái người mà nó violate policy, nghĩa là vi phạm cái chính sách của ESC. Bao gồm trong đó nó có chính sách về hàng hàng mắc, đúng không? Thì ở đó nó có hàng triệu, hundred million of listing on ERC, có nghĩa là khi mỗi một ngày gì á có rất là nhiều người seller họ 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 họ, họ đăng cái sản phẩm lên ERC, có cả triệu seller, đúng không? Và mỗi một người seller họ đăng rất là nhiều sản phẩm lên ERC. Như vậy thì nếu mà không dùng bot mà để quét qua thì không thể nào mà có thể mà dò ra được cái sản phẩm nào là vi phạm hay không vi phạm, không có cách nào nếu bạn không dùng phần mềm. Thì trong đó phải phát triển con bot, đúng không? Lập trình con bot ra. Thấy không? Bây giờ nó có ghi là there no way nè, là không có cách nào there no way to manually this so ERC using bot, đúng không? Chính vì vậy mà ERC nó sử dụng con bot. Con bot thì nó sẽ không có hoàn hảo, và mình biết là ERC nó sẽ lập trình ra một cái phần mềm là con bot, và không có gì là hoàn hảo, đúng không? Con bot, bản thân cái con bot nó cũng không có hoàn hảo, có nghĩa là con bot thì do con người lập trình ra, và con người, bản thân con người nó cũng không hoàn hảo. Thì nó lập trình ra một con bot nó cũng có thể là nó sẽ không hoàn hảo 100%. Cho nên là bạn thấy những trường hợp mà shop nó bị khóa thì không phải là do cái shop nó vi phạm chính sách của ESC, mà do cái con bot nó quét nhầm đi, nó quét nhầm dẫn đến là cái shop của mình nó bị khóa tạm thời. Và khi mà bạn bị khóa tạm thời thì bạn phải kháng cái tài khoản mình về, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, mà nó sẽ gây khó khăn cho việc cho cái người mà mở shop, mặc dù là họ đã nghiên cứu rất là kỹ và họ làm đúng hết tất cả những chính sách, nhưng mà vẫn đâu đó nó vẫn có những cái gọi là nó không hoàn hảo, nó gọi là not perfect mà không hoàn hảo,
và incorrectly, nó là không chính xác. Như vậy thì khi mà bạn 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 tạo một cái shop đúng không, thì không không có chắc chắn là sẽ không có chắc 100% là mình sẽ tạo thành công, mặc dù là bạn cam kết là mình làm đúng chính sách taxi luôn. Tại vì cái mà sai sót á, cái mà nó không hoàn hảo, nó không phải đến từ bản phân đoạn không, mà nó còn đến từ cái bên SE nữa, và nó còn đến từ cái ông bot nữa, và những cái đó mình không thể nào mình kiểm soát được. Nhưng mà để mà hạn chế cái rủi ro mức xuống xuống cái mức thấp nhất á, là bạn phải đảm bảo là bản thân bạn á, là nó làm đúng cái chính sách của SE trước, mình phải làm đúng trước, rồi cái việc mà SE sai hay là con bot sai hay gì đó thì mình sẽ tính sau. Nhưng mà bản thân mình á, là mình phải làm tốt trước để mình giảm cái tỷ lệ rủi ro nó xuống thấp nhất ha, và mình sẽ chấp nhận những cái rủi ro nào từ bên ngoài, nếu mình không tránh được thì mình sẽ chấp nhận đó. Thì như vậy bạn cần làm gì, bạn giảm cái tỷ lệ rủi ro nó xuống thì bạn mới có một cái shop nó hoàn chỉnh mà mình build thành công, chứ không có cách nào mà mình có thể là mình cam kết là 100% làm đi cái shop đó là thành công đó. Nhưng mà vậy thì để làm sao để mà mình giảm được cái tỷ lệ rủi ro xuống thấp nhất mà từ phía bên mình, thì bạn phải là phải bạn phải có kinh nghiệm đúng không, bạn phải có trải nghiệm, phải có kinh nghiệm. Giống như là bạn chạy một cái chiếc xe đó, giống như là cuối năm bạn chạy về quê đúng không, thì bạn chạy một chiếc xe máy đi từ Hồ Chí Minh về quê của bạn ở một tỉnh khác, thì khi mà bạn chạy trên một con đường mà bạn đi đi nhiều lần, nghĩa là hàng tháng là bạn cũng chạy về quê, và đến một lúc nào đó bạn chạy quen đường á, thì bạn biết là cái trên cái cung đường đó nó sẽ là nó có cái điểm chỗ nào gồ ghề, và nó có điểm nào mà nó nguy hiểm, hoặc là nó có những cái điểm nào mà trời nóng, điểm nào trời mát, thì bạn sẽ nắm được những cái điểm khó khăn trên một cái đoạn đường đi, thì bạn sẽ tránh được đúng không đó. Và bạn có thể đoán được mình nên đi buổi ban ngày thì sẽ tốt hơn là đi buổi tối, tại vì cái khung đường mình đi về nó vắng vẻ mà nó sẽ nguy hiểm hơn, dễ bị cướp hơn chẳng hạn. Thì khi mà bạn mở một cái shop online cũng y chang vậy đó, khi mà bạn là newbie mà bạn mới bắt tay và bạn mở, thì làm sao bạn biết được là làm thế nào để đúng chính sách của SC, bạn phải trải nghiệm, bạn phải làm review rất là nhiều thì bạn mới biết là trên cái bước điểm này là mình không nên làm gì, mà phải làm theo cái hướng khác, và cái bước kia mình phải làm theo hướng này, mình phải làm theo cái hướng nọ chẳng hạn, thì bạn mới tránh được cái con bot nó quét đó. Còn nếu mà bạn không làm á, thì không có cách nào mà bạn để mà hạn chế rủi ro, nghĩa là bạn phải làm, và từ cái chính việc làm, từ những lần fail thất bại nhiều lần vậy, thì bạn mới rút ra được cái kinh nghiệm, trải nghiệm kinh nghiệm, và để bạn hạn chế cái việc tài khoản bạn bị khóa đó. Đó là một cách thứ nhất. Cách thứ hai là bạn đi tham khảo những cái người mà họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi á, và họ chỉ ra cho bạn biết những cái điểm mà đó cho bạn bị vướng phải, thì bạn có thể tránh bớt một số cái điểm mà bạn không cần phải trải nghiệm chẳng hạn ha. Thì đó là mình nói thêm thôi. Thì như vậy thì bạn hiểu là tại sao em khi phải dùng bot đúng không, và bot là gì rồi đúng không. Bot nó chỉ là một phần mềm tự động được lập trình đi, và SE nó sẽ dựa vào cái chính sách của nó, và nó lập trình con bot theo cái chính sách đó. Làm đúng cái chính sách thì có thể là vượt qua, không đúng chính sách của nó là sẽ bị fail đó. Như vậy thì làm thế nào để đúng chính sách, và làm thế nào để mà vượt qua. Ví dụ như đây nó có đề cập ra một cái vấn đề là sao, cái này sẽ ra nè, đối với seller mà sử dụng những cái sản phẩm hình ảnh của AliExpress mà để quảng cáo cho những việc mà kinh doanh dropshipping nè ha, thì cái này nó sẽ bị deactivate tiêu. Thì bản thân mình đó cũng có gặp một trường hợp, và mình thấy lúc trước mình mở một cái shop lên SC, thì lúc đó mình cũng được khoảng chừng mười mấy mấy chục sale á. Thì trong một cái lần mà mình nghiên cứu trên eBay á, cái trang của eBay, thì mình thấy là có một shop kia bán một cái sản phẩm trên eBay rất là chạy luôn. Sau đó mình mới nghĩ đó, là mình nếu mình lấy cái sản phẩm của eBay mình đem về cái cửa hàng SC mình bán thì chắc chắn là mình sẽ bán chạy, tại vì trên eBay lúc đó đang là bestseller. Và mình đâu có ngờ là mình lấy eBay, cái là mình khi mà mình lấy một cái sản phẩm của eBay mình đem về mình bán trên Etsy, cái là mình đã sử dụng cái hình ảnh cái sản phẩm và cái hình ảnh của chính cái trang eBay đó nữa, thì nó sẽ bị gây là sử dụng hình ảnh lặp lại đúng không. Và cái việc mà lấy mà eBay mình bán bên Etsy thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp là dropshipping. Và còn một việc nữa thì chắc gì thì cái shop eBay nó cũng lấy từ những cái nguồn hàng từ cũng từ những cái nơi khác, ví dụ như là cái shop mà eBay nó có thể lấy nguồn hàng từ AliExpress, nên là cái nguồn hàng đó, nó được lấy đi nhiều nơi, và nó không có cái tính độc đáo cái gì nhất.
và khi mà mình vừa đăng lên là cái shop mình nó bị khóa liền luôn đó. Thì đó là một cái trường hợp, và cái trường hợp của mình đó nó y chang vào cái trường hợp này, là các bạn này bạn đang nói là nên khi mà mình đã trải nghiệm cái trường hợp đó rồi mà mình đọc sơ qua là mình biết người ta nó đang vướng cái trường hợp nào, nghĩa là bạn càng càng trải nghiệm nhiều thì bạn mới hiểu được là tại sao cái con mình lại vướng cái điểm đó và tại sao cái tài khoản mình bị khóa đó. Thì cũng có một cái trường hợp mà thấy là cái trường hợp này như bạn newbie mắc phải lắm, là cũng một cái trường hợp là mà hình như lúc trước mình có hướng dẫn cho một cái bạn bạn đăng ký học bên SEO của mình đó, thì bạn lúc mà mình hỏi thì bạn nói là bạn lấy cái hình ảnh của bên AliExpress bạn về bạn đăng lên SEO và bạn đăng hai shop thì hai shop nó bị khóa hết luôn. Thì khi mình kiểm tra lại cái cách hoạt động, cái cách mà bạn đăng sản phẩm lên và cái quy trình bán thì mình thấy là bạn đã vi phạm cái chính sách của SEO rồi đó, và nó cũng giống như cái trường hợp của bạn này nêu đó. Thì đó là một cái ví dụ để cho các bạn hiểu ha, để mình đã bị con AC bot nó đã dò ra cái sản phẩm của mình là bán đi bán lại nhiều lần từ cái chính hình ảnh mình đang bán. Rồi bây giờ mà đi đến một cái hình ảnh thứ hai, hình này thì mình cũng chụp từ cái forum của AC thôi mà mình search trên Google, thì ở đây nó có nói cái gì à, bạn có phải in cái sản phẩm in của bạn á, nó có phải là nó vi phạm bản quyền hay là cái trademark tên cái cụm từ hoặc là tên cái hình ảnh hay không, bởi vì cái con bot nó sẽ nhìn vào cái cụm từ hoặc là cái hình đó thì nó sẽ kiểm tra, nó sẽ biết được là nó có vi phạm hay không, vi phạm bản quyền hay là vi phạm trademark hay không. Thì bây giờ cái thời đại bây giờ là 4.0 rồi các bạn, có nghĩa là những cái phần mềm AI nó sẽ rất là thông minh và nó chỉ cần quét sơ qua cái sản phẩm của bạn từ hình ảnh đến đến cái title thôi, và nó có thể biết được là cái sản phẩm của bạn á, nó có vi phạm bản quyền và vi phạm trên mắt hay không. Tức là khi mà bạn mở shop, bạn đăng shop lên và bạn đăng rất là nhiều sản phẩm, bài khi shop bạn còn mới á, mà bạn đăng lên mà nó vi phạm bản quyền vi phạm trên mắt thì chắc chắn một điều là con bot khi mà nó quét qua thì bạn nghĩ là nó có khóa tài khoản bạn hay không, nó cũng có thể có mà nó cũng có thể không đâu, mình không thể đoán được là có hay không, tại vì bản thân mình đó, bản thân phía mình đó, phía seller là mình chỉ biết là mình làm tốt cái nhiệm vụ của mình hay không, còn cái việc mà con bot nó có khóa tài khoản hay không đó, thì đó là cái câu chuyện của EC và của con bot EC, mình không thể đoán trước hả trước trước được, nhưng mà mình có thể xác xét mình có thể xác định được là cái việc làm mình đó, cái việc đó là đúng hay không. Thì bạn nghĩ bạn đăng một sản phẩm nó vi phạm bản quyền bạn trademark thì chắc là không đúng, không và khi mà bạn đăng việc nó không đúng mà bạn làm nó cái việc nó rõ ràng như vậy thì có thể giả sử như con bot nó lập trình và nó trigger cái điểm đó và nó cho bạn làm sai đi thì nó có quyền đúng không, nó có quyền nó phát cho bạn, thì đó là một cái ví dụ thứ hai ha. Rồi cái việc mà cái con bot đó, nó dò trên cái title, trên cái hình ảnh sản phẩm đó là mình không nói, nhưng mà có những điểm nó dò mà mình nghĩ nó không dò nhưng mà nó lại dò đúng không, thì đó là những cái trường hợp ví dụ như là banner, logo, cái banner của bạn, cái logo của bạn thì bạn có khi mà bạn làm bạn có nghĩ là cái banner bạn có vi phạm bản quyền không, có vi phạm trademark không, cái logo bạn có vi phạm không đó, thì đó cũng là một cái ý, thì mình cũng không chắc cái ý này có đúng 100% hay không, nhưng mà xét khi mà mình đọc, khi mà mình đọc và mình tự suy nghĩ, mình tự suy nghĩ thì mình thấy là thì chắc chắn là vi phạm đúng không, nghĩ là vi phạm tại vì những cái hình ảnh banner logo đó là nó thuộc quyền quản lý của cái người chủ sách đó, và cái người chủ nó để nó vi phạm bản quyền không còn biết nó là nằm ở đâu và nằm trong cái shop đó, trong cái cửa hàng đó thì coi như là nó vi phạm, và con bot nó có quyền đúng không, nó có quyền, nhưng mà mình không chắc 100%, tại vì mình không phải là cái người lập trình con bot đó, làm sao mình chắc được 100% đúng không, và ngay bản thân chính con bot đó, nó cũng có nó không nó cũng gọi là không hoàn hảo nữa. Nó là nó phải có nó hay không, nhưng mà mình thấy cái gì nó rủi ro thì mình sẽ không làm. Đó là cái thứ ba. Như vậy thì nó có logo banner nè, nó hình ảnh ha. Rồi, nó cũng có những cái từ mà mình nghĩ là nó rất là bình thường luôn. Nhưng mà chính vì nó nghĩ bạn nghĩ nó bình thường, bạn sử dụng cái từ đó
thì nó có thể là nó vi phạm trademark, mà có những cái từ nó gọi là vi phạm trademark mà mạnh á, có một số từ nhẹ nha, có một số từ mạnh, mà khi mà bạn sử dụng cái từ mà nó vi phạm trademark mạnh á thì nó có thể dẫn đến cái việc mà cái shop của bạn nó sẽ bị khóa, đặc biệt là những cái shop mà sắp mới á, nó chưa có cái độ mạnh, nó độ, những shop mới nó còn yếu á, mà bạn vi phạm nhiều quá thì có thể là boss nó sẽ quất luôn shop bạn ha. Ví dụ như cái từ luxury nè đó, thì như cái ý của các bạn mà cái hành này, các bạn mà LinkedIn nè thì bạn nói cái từ luxury thì nó được trigger đúng không, trigger có nghĩa là nó được giống như nó được đánh dấu rồi đó, và cho con bot, và con bot khi mà nó đánh hơi được cái từ đó là nó sẽ khóa tài khoản liền luôn. Giống như là bạn thấy là những cái con chó mà nó tìm ma túy mà nó được huấn luyện rồi đó, những con nó được huấn luyện đến khi mà nó thấy phát hiện ra cái mùi của cái mà nó được huấn luyện thì nó sẽ tự động nó chạy nó tìm được cái đó đúng không, thì mình không có biết được là cái con bot này nó huấn luyện cái từ nào đúng không, đó nên bạn phải cẩn thận. Như vậy thì các bạn này bạn nó đặt ra câu hỏi là như vậy thì tại sao tôi thấy là có rất là nhiều item nó vi phạm bản quyền nhưng mà nó không có bị đó, thì khi đó thì bạn à, khi đó thì mình sẽ tùy vào cái con bot có lập trình, thì đối với những con bot mà nó lập trình đó, mà nó thì nó có thể là nó sẽ tự động dò dò cái sản phẩm đó khi mà cái sản phẩm nó được list lên lần đầu tiên, hoặc là nó renew, hoặc là bạn modify listing mà renew mà modify, khi mỗi lần mà bạn list sản phẩm lên thì nó giống giống như nó được trigger và nó sẽ động nó chạy vào nó dò, hoặc là khi mà bạn đã list một khoảng thời gian lâu rồi mà bạn mà sản phẩm bạn nó 4 tháng sau nó renew, hoặc là bạn bán được cũng renew cái nó làm mới lại thì con bot nó sẽ động nó vô nó dò tiếp, hoặc là bạn modify bạn thay đổi nó sẽ động nó vô nó dò tiếp ha. Đó thì nó là tùy vào cái thời điểm của cái con bot. Ví dụ như là những cái shop nhiều khi những cái shop mà nó bán vi phạm bản quyền á, lúc đầu thì nó có thể là nó sẽ đăng những cái sản phẩm bình thường, sau đó nó bắt đầu nó thay hình ảnh trademark bản quyền như sao đó. Có nghĩa là list thì list sản phẩm bình thường, nhưng mà khi mà nó sửa nó edit á thì nó chèn cái hình vô sao, chèn cái hình vi phạm vô sao, chứ nó không có list ngay từ đầu chẳng hạn, để mà nó tránh cái con bot, ví dụ như nó phát cái những người đó nó phát hiện cái con bot nó quét quét khi mà mình đăng sản phẩm mới thôi, thì đăng sản phẩm mới thì nó sẽ đăng bình thường, nhưng mà khi mà đăng xong thì nó edit sau chẳng hạn, ví dụ vậy ha, để mà tránh con bot. Nhưng mà như vậy mình nói là mình nói cái kiểu mà kiểu mà lập luận mình dự đoán là cái cách đó là có thể là nó sẽ vượt qua con bot thôi, chứ mình sẽ không chắc, tại vì cái việc mà thời điểm này thì khi mình sử dụng cái cách đó thì có thể là ok, nhưng mà khi mà SC á mà nó phát hiện ra mình cheating những cái kiểu đó mà nó phát hiện ra thì nó sẽ lập trình con bot lại, và đến những cái tuần sau, những cái tháng sau nó cập nhật con bot thì nó quét, nó phát hiện ra nó quét thì cũng chết đúng không? Nên là đó chỉ là mình cách mà mình chỉ cho các bạn thấy cái cách mà họ cheating cái sản phẩm mà vi phạm bản quyền là như hướng đó, nhưng mà để mà tránh cái rủi ro mà nó hoàn toàn luôn á, bạn không nên đăng những sản phẩm mà nó vi phạm trademark mắt. Thì dòng đi dòng lại thì nó cũng có bao nhiêu đó, có nghĩa là nó đi nó lại thì mình thấy nó cũng có bao bao nhiêu đó, mà mình thấy khi mà mình search trên Google hay là trên YouTube mình cũng không có thấy có nhiều người mà họ liệt kê ra những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tài khoản nó bị khóa nhiều, đặc biệt là trên YouTube thì mình cũng không thấy nhiều, đặc biệt khi mình xem những cái kênh của các anh chị mà seller mà nước ngoài, các bạn mình thấy là cũng không có ai đề cập nhiều đến cái lý do mà cái shop mà nó tại sao cái shop mình nó bị khóa, mọi người than là cái shop mình bị khóa nhưng mà không ai chỉ ra được cái nguyên nhân là tại sao cái shop mình nó bị khóa. Ví dụ như bạn search cái từ là FTSI ha, Boss Suspension, thì bạn thấy rất là nhiều anh chị seller ở đây họ nói là New SC shop suspend ha, suspend SC shop ha, banned ha. Thì mình đã đọc hết những cái video này rồi, và mình thấy là không có ai chia sẻ nhiều lý do vì sao hết. Đó là đối với những cái này á, những cái lý do mà cái shop bạn bị khóa thì bạn có thể là bạn search search để bạn tham khảo thôi. Còn mà cái nguyên nhân thật sự á
thì bạn nên đi, có thể là bạn sẽ vào những cái forum của ESC thì nó sẽ có nhiều thông tin nó hữu ích hơn. Cái forum của ESC các bạn nó sẽ có nhiều thông tin hữu ích hơn. Hoặc là bạn có thể là bạn search trên Google, bạn vào Reddit ha, và cái đó chỉ là cái thông tin mà mình đi lấy nhặt từ cái người mà họ trải nghiệm thôi. Và khi họ trải nghiệm, nhiều khi họ trải nghiệm 100 lần, khi họ chia sẻ cho bạn chừng 5 lần, 10 lần, cái nào chưa có chia sẻ hết cái trải nghiệm của họ, nên là bạn cũng không, nên là bạn chỉ biết một số cái điểm thôi, bạn không biết được hết tất cả những cái điểm mà những cái vấn đề, những cái điểm gồ ghề mà trên cái đường đi mà bạn gặp phải, nên là bạn có thể vô tình bạn 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 vi phạm cái điểm đó thì có thể dẫn đến cái thời hạn bạn bị khóa. Nên là bạn thấy là rất là nhiều người than phiền là cái sếp của mình nó dễ bị khóa, thì do bạn là chưa có trải nghiệm nhiều, chưa có trải nghiệm nhiều nên là bạn sẽ bị vướng rất là nhiều luôn. Mà không không những là seller Việt Nam không nha các bạn, hiện tại bây giờ thì mình thấy là seller nước ngoài nó vẫn bị khóa tài khoản rất là nhiều luôn. Nó nghĩa là cái việc khóa tài khoản của AC nó không còn là Việt Nam nữa, mà nó là như là toàn thế giới luôn rồi đó. Nên là bạn thấy, bạn nhấn bạn bằng search cái từ mà AC suspension đó, bot, thì bạn thấy rất là nhiều người seller nước ngoài ở đây nè, bạn thấy đề cập đến cái việc tài khoản mình bị khóa ha, chứ không phải là Việt Nam không. Nó cái việc này nó là việc chung luôn rồi đó. Nhưng mà cái thông tin mà mình nghĩ các bạn tìm được thì nó sẽ không có nhiều, thông tin mà chia sẻ thật sự nó không nhiều. Bản thân mình thì mình đã build chắc đến hiện tại bây giờ nó cũng là 100 shop rồi đó, và toàn bộ những cái shop mình đó đều là shop chính chủ hết. Và mỗi một những cái lần mà bị fail á thì đều cho mình một cái bài học rất là lớn luôn. Và có những lúc mà mình bán được khoảng gần 100 xe mà nó bị khóa tài khoản vì một cái lý do rất là ngớ ngẩn, đúng không? Thì khi mình đạt một cái mốc là 20 30 xe mà mình khóa tài khoản, nó cũng sau đó mình ngồi mình suy nghĩ ra mình đã vi phạm một cái việc rất là ngớ ngẩn, đúng không? Và nếu mình là làm lại chắc chắn là sẽ không làm những cái việc đó. Đó thì chính vì những cái bài học như vậy thì mới cho bạn cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, và bạn sẽ nhớ mãi nhớ hoài luôn, không bao giờ mình vi phạm lại. Và mình nhắc lại là cái việc mà tạo tài khoản NFC á, nó sẽ không phải là 100% thành công. Tức là mình sẽ có thể là mình chỉ ra những cái nguyên nhân để giúp cho các bạn có cái tỷ lệ thành công cao, còn mà gọi là tỷ lệ thành công 100% thì sẽ rất là khó, đúng không? Tại vì bản thân bạn làm đúng là một chuyện, còn cái chuyện mà AC làm đúng là một chuyện thứ hai nữa, và con bot đó, nó làm đúng là một chuyện thứ ba nữa. Bản thân cái con bot nó cũng đã có không hoàn hảo rồi, và AC nó cũng không hoàn hảo, và bản thân bạn cũng không hoàn hảo. Bạn có hoàn hảo nhưng mà AC nó không hoàn hảo ngay thời điểm đó, con bot không hoàn hảo thời điểm đó thì nó cũng có thể bị fail, đúng không? Mà chắc chắn là bạn sẽ không hoàn hảo rồi, bạn chưa có trải nghiệm nhiều mà bạn sẽ không hoàn hảo, bạn phải trải nghiệm càng nhiều càng nhiều càng nhiều thì bạn mới có cái sự hoàn hảo nó càng tăng lên thôi đó. Đó. Nhưng mà dù gì nữa thì trong cái video ngày hôm nay thì mình đã liệt kê cho bạn một rất là nhiều nguyên nhân liên quan đến ESC bot, và bạn có thể lấy đó làm cái kinh nghiệm, và khi mình làm cẩn thận thì mình mới thành công. Cẩn thận và phải kiên nhẫn nữa nha, kiên nhẫn nữa thành công. Đó là việc mà tạo tài khoản AC mà tạo lần đầu mà nó bị fail thành là một chuyện rất là bình thường luôn. Bản thân mình đó, lúc khi mà mình đã là newbie thì mình đã tạo có thể nói là mấy chục tài khoản nó fail lúc đầu luôn, thì về sau mình tạo tài khoản mình cái tỷ lệ thành công nó mới cao hơn dần. Chứ bản thân mình khi mà mình lúc đầu mình nghiên cứu mình cũng tạo rất fail rất là nhiều rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe.